Kim Quý và Hoàng Hải, mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, chỉ 5 ngày sau khi khẳng định không đánh đổi môi trường để xây dựng thêm thủy điện, Quảng Nam ký quyết định cho thuê 31.524m2 đất để xây thủy điện Đắc Dì 2. 24 giờ sau đó, quyết định này bị thu hồi vì thời điểm không phù hợp. Chuyên mục nóng trên mặt báo ngày hôm nay sẽ bàn luận sâu hơn về vụ việc này. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật đáng chú ý khác. Bắt giữ trên 32.000 bao thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc. Tại Đồng Nai, bắt đối tượng kéo lê nạn nhân giữa đường sau khi cướp. Chuyên mục nóng trên mặt báo, đừng giữ rừng bằng khẩu hiệu suông. Bệnh vi khuẩn ăn thịt người tăng đột biến sau mưa lũ ở miền Trung. 15 giờ giải cứu convoy bị mắc kẹt dưới giếng. Quý vị, vào ngày 26 tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện bắt giữ vụ tàng trữ trên 23.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu và 9.300 bao thuốc lá điếu Việt Nam có dấu hiệu làm giả. Trước đó, vào lúc 6 giờ 20 phút ngày 25 tháng 11, các trinh sát đội chống buôn lậu, đội cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thành phố Dĩ An tiến hành kiểm tra một số sạp hàng thuộc chợ An Bình, phường An Bình, thành phố Dĩ An thì phát hiện Trần Văn Dũng, 52 tuổi, ngụ tại khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An đang tàng trữ 32.410 bao thuốc lá điếu các nhãn hiệu, trong đó có 23.110 bao thuốc lá điếu nhập từ nước ngoài và 9.300 bao thuốc lá điếu sản xuất trong nước nhưng có dấu hiệu được làm giả. Tại thời điểm kiểm tra, Trần Văn Dũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc lá nói trên. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản, thu giữ tang vật và chuyển Công an thành phố Dĩ An điều tra thụ lý theo thẩm quyền. Tối ngày 26 tháng 11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng của tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Hải quan tỉnh phát hiện bắt giữ Trần Văn Ủi, 60 tuổi, ngụ tại tỉnh An Giang, vận chuyển 10,9 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Khoảng 12 giờ ngày 26 tháng 11, tổ công tác tại trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế tỉnh Biên phát hiện Ủi mang theo một thùng cát tông đi hướng từ Campuchia về Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn nên phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh Biên kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng cát tông có 2 túi ni lông, bên trong có chứa ma túy loại ketamin, trọng lượng khoảng 10,9 kg. Đối tượng khai nhận lợi dụng buổi trưa vắng người nên vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng khác để lấy tiền công. Qua lời khai của Ủi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn bộ các xe tải, kho chứa hàng, phát hiện và thu giữ một thùng đồ, bên trong có 2 túi ni lông chứa khoảng 20,8 kg ma túy tại kho bên trong bãi Đông Dương, thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, do bà Võ Thị Ngọc Mai, 38 tuổi, thường trú xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên làm chủ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Ngày 26 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nghi can Hồ Trường Duy, sinh năm 1983, ngụ quận 11, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định trước đó Duy nghi can thực hiện vụ cướp táo tợn và tàn nhẫn khi kéo lê nữ nạn nhân giữa đường khoảng 50m. Theo đó, khi nạn nhân là chị Phạm Thị Hằng, sinh năm 1996, ngụ thành phố Biên Hòa, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 60F1-73466 lưu thông trên tuyến đường thuộc khu phố 2, phường Tân Biên. Do rơi dép quay lại nhặt, thì Duy lao tới cướp xe chị Hằng. Phát hiện bị cướp xe, chị Hằng víu tay được phía sau xe máy, nhưng đối tượng này vẫn cố tình tăng ga kéo lê chị Hằng trượt dài giữa đường khoảng 50m rồi tẩu thoát. Bằng các nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Biên Hòa đã khoanh vùng các đối tượng và bắt giữ Duy khi đang lẩn trốn tại huyện Trảng Bom. Cũng tại Đồng Nai, thưa quý vị, Công an tỉnh này đang truy bắt đối tượng cướp ngân hàng Agribank tại thành phố Biên Hòa, xảy ra vào chiều ngày 26 tháng 11. Đối tượng này đã cầm theo vật nghi là hung khí, bất ngờ nhảy qua quầy giao dịch của ngân hàng, đe dọa hai nữ nhân viên hòng cướp tiền. Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, kẻ cướp là một nam thanh niên khoảng 25 đến 30 tuổi, đội mũ bảo hiểm màu xanh, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang và găng tay. Vào khoảng 16 giờ ngày 26 tháng 11, đối tượng này đến phòng giao dịch Hóa An của ngân hàng Agribank nằm trên quốc lộ 1K thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Sau khi để xe máy ở sân, anh ta đến quầy giao dịch rút từ ba lô một vật màu đen, giống lựu đạn, uy hiếp, đe dọa các nhân viên rồi nhảy vào bên trong quầy. Hai nữ nhân viên nhanh chóng bỏ chạy vào phía trong kêu cứu. Đối tượng lục lọi học bàn để tìm tiền, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài trốn thoát. Một nhân viên bảo vệ đã cố chặn kẻ cướp nhưng bất thành. Tối ngày 26 tháng 11, Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai cho biết không có thiệt hại về người và tài sản trong vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch Hóa An. Hiện Agribank đang phối hợp với công an địa phương thực hiện truy bắt đối tượng. Trước đó, ngày 18 tháng 11, một vụ cướp bất thành cũng xảy ra tại Ngân hàng SHB ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Quý vị, báo chí ngày hôm nay đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa chỉ đạo thu hồi quyết định cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Điện Cửu Long thuê đất để xây dựng thủy điện Đắc Gi 2 tại điểm nóng sạt lở núi huyện Nam Trà My. Trước đó, thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu vừa ký quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Điện Cửu Long thuê đất để xây dựng thủy điện Đắc Gi 2 tại xã Trà Gion và Trà Nam của huyện Nam Trà My. Và dư luận cũng đã phản ứng gay gắt trước thông tin này. Và sau khi lắng nghe dư luận thì Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã đưa ra quyết định dứt khoát, đó là thu hồi. Thế nhưng đưa ra quyết định này rất khó khăn vì chuyện thuê đất của doanh nghiệp không phải là ngày 1, ngày 2 mà liên quan đến nhiều thủ tục từ trước. Cắt không phải dễ. Dạ vâng ạ, đúng là như vậy thưa quý vị. Và chưa kể là Phó Chủ tịch tỉnh ký hôm trước, vài hôm sau Chủ tịch tỉnh chỉ đạo thu hồi cũng cần phải giải quyết nhiều vấn đề nội bộ, rất là đau đầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng để xảy ra việc ký quyết định cho thuê đất xây thủy điện Đắc Gi 2 ở thời điểm này là không phù hợp, nhưng cũng cần phải nhận thức rõ ràng rằng nếu dự án động đến rừng tự nhiên thì sẽ không phù hợp cho dù ở bất cứ thời điểm nào. Sau những thảm họa sạt lở vừa qua, không chỉ Quảng Nam mà cả nước phải nâng niu từng mét vuông rừng. Phải khẳng định chúng ta chỉ cần trồng thêm rừng, phục hồi rừng, không phá nữa. Cũng cần nhắc lại chuyện ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị thu hồi giấy phép sử dụng tài nguyên nước, đề nghị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam tại Thủy điện Thượng Nhật. Ngoài ra còn xử phạt 500 triệu đồng về hành vi không chấp hành lệnh về phòng chống thiên tai. Nhưng câu chuyện này cũng cần nhìn sang hai tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai. Chỉ tuần qua, phóng viên các báo đã đi thực tế điều tra, phát hiện nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng tại hai địa phương này. Nêu một cách ngắn gọn, rừng Bạch Tùng hơn trăm tuổi tại lô B2, khoảnh 2, tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bị phá. Nhiều cây gỗ giáng hương cổ thụ và một cây bằng lăng bị triệt hạ tại vùng rừng thuộc tiểu khu 90 ở xã Krông, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai. Những cây giáng hương đường kính trên dưới 1 mét đã bị chặt hạ, một phần gỗ đã bị đưa ra khỏi rừng. Thưa quý vị, chỉ 5 ngày sau khi khẳng định không đánh đổi môi trường để xây dựng thêm thủy điện, Quảng Nam ký quyết định cho thuê 31.524 m² đất để xây thủy điện Đắc Gi 2. Và 24 giờ sau đó thì quyết định này bị thu hồi vì thời điểm không phù hợp. Vậy thì thiết nghĩ lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Gia Lai cũng cần có biện pháp ngăn chặn nạn phá rừng gấp. Vâng, quyết tâm giữ từng mét vuông rừng không là khẩu hiệu hay trên các trang diễn văn mà phải là hành động. Sau ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, đến ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã thể hiện bằng hành động rồi đó thôi. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay là những thông tin về đời sống văn hóa xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, sau mùa mưa lũ ở các tỉnh miền Trung liên tục tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh Whitmore hay còn gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người và có chiều hướng là gia tăng trong những ngày gần đây. Tại Bệnh viện Đà Nẵng thì từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11, số lượng tăng đột biến lên 28 ca có kết quả cấy dịch cơ thể bao gồm máu, mủ ổ áp xe, nước tiểu, dương tính với bệnh Whitmore đang nhập viện và điều trị, và sau đây sẽ là ghi nhận của chương trình. Đây là bệnh nhân trú tại tỉnh Quảng Ngãi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Whitmore, đang được điều trị tại khoa y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong quá trình tiếp xúc nhiều ngày với bùn non và nước lũ, bệnh nhân xuất hiện vết thương đơn thuần, chỉ là vết bầm nhỏ kèm theo triệu chứng sốt liên tục. Sau khi nhập viện điều trị và làm các xét nghiệm liên quan, bệnh nhân được kết luận nhiễm vi khuẩn Burkholderia, tác nhân gây bệnh Whitmore. Khi bị là bác sĩ đem qua chụp phim siêu âm, rồi là bác sĩ mới phát hiện ra mà có dấu bầm. Trong đó mình nghĩ là ví dụ tôi đi lồn mà tôi muốn có đụng té là tôi biết, nhưng mà không tài tội gì hết.
thì phát hiện ra phát sinh một cái dấu bầm này, thì hắn tụ máu mũ. Cũng với biểu hiện tương tự, ban đầu bệnh nhân này cũng chỉ có triệu chứng sốt liên tục kèm theo đau nhức. Lúc đầu thì ở nhà là nó tức nửa phần lưng của bên trái, lưng với ngực với bụng. Nhà với nó chốt mạc, lên xấu. Nên nhà với kêu thôi để ra ngoài này điều trị. Hiện Bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị cho 28 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore, chủ yếu đến từ vùng lũ Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng và khó chẩn đoán. Triệu chứng ban đầu phổ biến là sốt, bệnh gây áp xe, hoại tử nhiều cơ quan trong đó có da. Người và động vật có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc trực tiếp với đất và nước bị nhiễm vi khuẩn. Mình cứ nghĩ những cái bệnh sốt thông thường hay là những cái bệnh cảnh thông thường. Nên khi điều trị thì không chú ý tới, mà cái bệnh cảnh này vì nó hiếm gặp. Những cái cơ sở y tế mà có xét nghiệm tốt hay gặp thì mới nghĩ đến nó thì mới xét nghiệm ra nó. Còn những cơ sở y tế mà khi mà cơ sở mà xét nghiệm nó chưa đủ lớn thì mới là bệnh ít gặp và họ không nghĩ tới bệnh đó thì điều trị cứ hướng thông thường. Cứ thông thường thì khi mà diễn tiến nó nặng lên rồi suy đa cơ quan, nhiễm trùng huyết thì mới chuyển đến bệnh viện tuyến trên. Thì khuyến cáo cho người dân thì khi gặp những cái nơi mà bùn lầy hay là những nơi mà đất bẩn thì khi có triệu chứng về bệnh sốt hay là tổn thương mà điều trị không đỡ thì nên chuyển đến không nên tự ý điều trị tại nhà mà nên vào cơ sở y tế ngay để cho họ có hướng nghĩ tới những cái bệnh và điều trị tốt hơn. Đặc biệt Bệnh viện Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần hiểu đúng về bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia sống ở môi trường nước động bẩn và đất bẩn gây ra, khác với vi khuẩn Vireo vunificus có biệt danh là vi khuẩn ăn thịt người, chỉ lây nhiễm trong môi trường nước lợ, nước mặn. Vâng thưa quý vị, bệnh Whitmore có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Do vậy, người dân cần hạn chế tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh, bao gồm đất, nước, bùn lầy. Trong trường hợp bắt buộc phải tiếp xúc, cần sử dụng găng tay, ủng cao su và cần đảm bảo vệ sinh trước và ngay sau khi tiếp xúc. Dạ vâng, và cũng tại Đà Nẵng thưa quý vị, thời điểm cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông đánh giá số trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn có xu hướng tăng lên và chỉ trong một ngày đã có hơn 200 trường hợp bị xử lý. Sau đây là phản ánh của chúng tôi. Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay 35% trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông là do uống rượu bia, chưa kể những thương tích nặng nề như chấn thương sọ não, ảnh hưởng tới sức khỏe của chính bệnh nhân và những vấn đề về xã hội. Tại Đà Nẵng, với việc tích cực ra quân xử phạt vi phạm về nồng độ cồn, cùng với việc thực hiện hiệu quả Nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt ngay từ đầu năm, tỷ lệ những vụ tai nạn bắt nguồn từ việc sử dụng rượu, bia hoặc không đội mũ bảo hiểm đã có chiều hướng giảm. Kiểm tra những cái người mà có cái nồng độ cồn trong cơ thể khi điều khiển phương tiện giao thông đều phải xử lý kiên quyết. Chúng tôi cũng rất mong mỏi mọi người dân đều có cái ý thức tự giác chấp hành theo cái nghị định số 100 của Chính phủ. Đó là khi tham gia giao thông thì tuyệt đối là nuôi không với rượu bia. Bên cạnh việc xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, Ban An toàn Giao thông thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, đa dạng về an toàn giao thông, nhất là chuyển tải những tác hại của rượu bia và thông điệp đã uống rượu bia không lái xe. Qua đó góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chung tay bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ chính bản thân mình và mọi người khi tham gia giao thông. Cái kết quả của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nó phụ thuộc không chỉ vào lực lượng chức năng mà đây phụ thuộc rất nhiều vào cái ý thức của người tham gia giao thông. Thì chúng tôi cũng rất mong muốn tất cả mọi người dân tuyệt đối không vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang tập trung phát triển mạng lưới giao thông công cộng. Đây không chỉ được xem là giải pháp giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn khi tham gia giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia, mà còn góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông đô thị được nhiều nước trên thế giới áp dụng hiệu quả. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, vào ngày 26 tháng 11, chính quyền địa phương thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang đã bàn giao 25 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ dân bị sạt lở của ấp Tân Hậu A1, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Những ngôi nhà đại đoàn kết này sẽ giúp cho các hộ dân an cư, lạc nghiệp và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Trong những năm qua, ven bờ kênh sáng xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang bị sạt lở nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến nhà các hộ dân ven sông. Địa phương đã huy động toàn hệ thống chính trị giúp các hộ dân di dời nhà cửa đến nơi an toàn. Qua khảo sát, có 25 hộ dân ấp Tân Hậu A1 có căn nhà bị ảnh hưởng hoàn toàn do sạt lở. Từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 11,
chính quyền địa phương đã xây dựng hoàn thành nhà đại đoàn kết với tổng giá trị 3 tỷ 100 triệu đồng. Trong đó, Ban Cứu trợ Trung ương tài trợ 1 tỷ đồng, phần còn lại do các hộ dân đối ứng. Các ngôi nhà được xây cất có diện tích từ 56m2 đến 80m2. Kết cấu xây dựng nhà đều bó nền lót gạch, vách tường lợp tôn hoặc khung kẽm vách tôn. Đến nay đã xây dựng hoàn thành 18 căn nhà đưa vào sử dụng, còn lại 7 căn hoàn thành 90%, đang tiến hành sơn bê hoàn chỉnh. Nhà mình sống bên cặp mấy sông nên sạt lở được ủy ban mặt trận các cấp để hỗ trợ được căn nhà khang trang, đúng là mình hôm nay mình cũng là vui vẻ với cấp cảm ơn chính quyền các cấp để hỗ trợ. Những ngôi nhà đại đoàn kết được hỗ trợ đã tạo điều kiện cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng sạt lở có nơi ở mới an toàn và ngôi nhà khang trang kiên cố, giúp các hộ dân an cư lạc nghiệp và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Do ảnh hưởng của mưa bão nên thời gian qua, địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã có tổng cộng 6 cây cầu treo bắc qua sông Poco bị nước lũ cuốn trôi, đã khiến chuyện đi lại và vận chuyển nông sản của bà con gặp hết sức khó khăn. Để tránh đi đường vòng mất thời gian, người dân của hai xã Đắc Nông và Đắc An, huyện Ngọc Hồi, người dân đã tự góp tiền lắp dây cáp, mua ròng rọc bắc qua sông rồi liều mình đu dây qua sông Poco để đi lại cũng như phục vụ việc vận chuyển nông sản. Được biết, cách đây hơn 10 năm, cũng tại khu vực này, sau khi ảnh hưởng của mưa bão, nhiều cầu treo bị lũ cuốn trôi, người dân cũng đã có sáng kiến kiểu đu dây nguy hiểm này để vượt sông Poco. Sau khi dư luận phản ánh, chính quyền địa phương đã tiến hành khắc phục, sửa chữa và đầu tư xây dựng cầu treo mới. Tin quốc tế gây chú ý, thưa quý vị, mới đây các quan chức kiểm lâm cho biết họ đã dùng cần cẩu giải cứu thành công một con voi bị mắc kẹt dưới giếng tại bang Tamil Nadu thuộc miền nam của Ấn Độ. Hoạt động giải cứu con vật kéo dài suốt 15 giờ đồng hồ. Thưa quý vị, nhiều thị trấn ở Nhật Bản gần đây đã triển khai một loại robot mô phỏng loài sói với đèn nhấp nháy để xua đuổi những con gấu hoang tấn công các khu dân cư. Robot có tên Sói Quái Vật do công ty Otaseki phát triển. Robot có đôi mắt đỏ và được trang bị cảm biến hồng ngoại, cho phép nó phát hiện ra gấu hoặc các động vật khác đang di chuyển. Sói Quái Vật được lập trình với hơn 60 loại âm thanh khác nhau. Nó có thể quay đầu, phát sáng và phát ra âm thanh ồn ào khi phát hiện có động vật ở gần đó. Thành phố Takikawa ở tỉnh Hokkaido gần đây đã mua 2 robot sói sau khi khu vực này xảy ra 2 vụ gấu hoang xâm nhập vào khu dân cư hồi tháng 9 vừa qua. Theo người dân địa phương, từ khi lắp đặt những con sói quái vật thì họ không còn nhìn thấy bất kỳ con gấu nào nữa. Liên tục chương trình chuyên mục Cà phê không đường, thận trọng với món ăn đậu phụ thối. Phạt 500 triệu đồng thủy điện Thượng Nhật tích bom nước giữa bão lũ. Chuyên mục chuyện ngày mới, những suất cơm tử tế. Thưa quý vị, món đậu phụ thối có nguồn gốc từ Trung Quốc đang được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, ưa thích và được rao bán tràn lan trên các trang bán hàng online. Điều đáng nói là người tiêu dùng trong nước hiện nay sử dụng loại thực phẩm này theo sở thích cá nhân mà không quan tâm về chất lượng cũng như là nguồn gốc xuất xứ. Hãy cùng với chương trình tìm hiểu về vấn đề này tại thành phố Hà Nội. Trung bình mỗi ngày cửa hàng này bán ra từ 300 đến 400 miếng đậu phụ thối bằng các hình thức khác nhau, từ trực tiếp cho đến ship hàng online. Có những ngày cao điểm, lượng đậu phụ của cửa hàng còn không đủ cung cấp cho khách. Chủ cửa hàng cho biết, lượng đậu phụ này đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, được cửa hàng nhập về Việt Nam thông qua các cửa khẩu. Ở cửa hàng tôi thì ngày tầm khoảng bán được một suất là 10 cái là 80.000. Có khách được ăn 5 cái là 45.000, ngày thì tôi bán tầm khoảng 3 đến 400 cái. Tôi nhập trực tiếp bên Trung Quốc trên cửa khẩu. Không chỉ bán tại các cửa hàng, đậu phụ thối còn được bán tràn lan trên các trang online với mức giá chỉ từ 40.000 đồng đến 80.000 đồng trên một hộp. Khách hàng hầu hết cũng chỉ ăn theo sở thích, chứ cũng ít quan tâm về chất lượng và nguồn gốc của những miếng đậu phụ này. Thì tôi cũng thường hay là tìm mua ở trên các trang mạng điện tử và tự mua về nhà để chế biến cho cả gia đình cùng thưởng thức. Thực ra thì tôi cũng mua cái này vì sở thích. Còn những cái về như là xuất xứ thì tôi cũng không quan tâm nhiều cho lắm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, món ăn này có hàm lượng vitamin B2 và B12 rất cao. Hàm lượng protein trong đậu phụ chiếm khoảng 15-20%, tương đương với nhiều loại thịt. Tuy nhiên, trong quá trình lên men,
Đậu phụ thối sẽ sản sinh ra các amin giúp cho món ăn có mùi rất đặc biệt nhưng không hoàn toàn có lợi cho sức khỏe. Quá trình chế biến có thể có những một số cái vi khuẩn nó thâm nhập vào. Thế rồi trong quá trình vận chuyển hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam thì đây chính là cái khâu tôi nghĩ là cũng không có thể đảm bảo được rằng là chúng ta ăn những thứ đã được vận chuyển một cách vô trùng. Thì nhiều khi là cũng có thể là gây đến những cái gọi là hậu quả trong ăn uống, thậm chí là ngộ độc thực phẩm. Bởi vậy, để phục vụ sở thích ăn uống thì người tiêu dùng cũng hãy thật thận trọng lựa chọn những sản phẩm rõ nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn cho sức khỏe bản thân và cả gia đình. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những cập nhật nóng của chương trình. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam, chủ đầu tư Thủy điện Thường Nhật, với mức phạt là 500 triệu đồng, kèm tình tiết tăng nặng do trốn tránh che giấu vi phạm hành chính. Theo quyết định xử phạt, chủ đầu tư dự án nhà máy thủy điện Thường Nhật đã không tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa, đập dâng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp lũ, lụt, hạn hán, thiếu nước và các trường hợp khẩn cấp khác. Chủ đầu tư thủy điện Thường Nhật còn bị xử phạt với tình tiết tăng nặng do trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính sau khi vi phạm. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã ký hai văn bản gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị thu hồi giấy phép điện lực, xử lý vi phạm hành chính, thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng mặt nước của Thủy điện Thường Nhật. Ngoài ra, trong những đợt mưa lũ vừa qua, Thủy điện Thường Nhật không tuân thủ lệnh vận hành của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện mở tất cả cửa van để đảm bảo quy trình vận hành hồ đập. Thời điểm xảy ra cơn bão số 13, Thủy điện Thường Nhật có 2 lần mở cửa van nhưng không hoàn toàn, thiếu tuân thủ lệnh vận hành hồ đập. Ngày 27 tháng 11, Công an tỉnh Quảng Nam phát lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Đỗ Thanh Hải, sinh năm 1981, ngụ thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Hải là hung thủ đã cầm súng bắn khiến một người tử vong, hai người bị thương. Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 26 tháng 11, ông Nguyễn Thành Tê, tên viết tắt, sinh năm 1971, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, đang ngồi trong nhà thì bất ngờ bị một người đàn ông cầm súng xông vào nhà và bắn vào người ông Tê. Hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại một chiếc xe máy mang biển kiểm soát 92F8-2641. Nhận tin báo, Công an huyện Bắc Trà My cùng Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt hung thủ. Vụ nổ súng còn khiến hai người bị thương nặng và một cháu nhỏ bị thương nhẹ ở tay. Hiện các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ án đang được điều tra làm rõ. Hiện đối tượng Hải đã bỏ trốn, nghi ở thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã yêu cầu các lực lượng trong khi thực hiện nhiệm vụ chủ động phát hiện, bắt giữ đối tượng. Hiện nguyên nhân xảy ra hai vụ dùng súng tự chế bắn người đang được điều tra làm rõ. Xin được chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị. Mới đây, một cơ sở sản xuất gỗ ván ép trên đường Uyên Hưng 54, tổ 4, khu phố 8, phường Uyên Hưng, tỉnh Bình Dương, rộng hàng ngàn mét vuông đã bốc cháy dữ dội. Đội phòng cháy chữa cháy đã phải đục tường tứ phía để dập lửa, tránh để cháy lan sang nhà dân. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11, khi các công nhân đang làm việc trong cơ sở, thì lúc này ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội. Các công nhân đã cùng nhau dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, bao trùm cả cơ sở rộng hàng ngàn mét vuông. Nhận tin báo, đội phòng cháy chữa cháy thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã điều động khoảng 10 xe chữa cháy cùng rất nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Lực lượng đã phải đục tường tứ phía để phun nước vào bên trong, ngăn không cho cháy lan sang hàng chục phòng trọ và các hộ dân sát bên. Một số chiến sĩ phải đeo mặt nạ chống độc để phun nước chữa cháy. Khoảng 800 mét vuông tôn của nhà xưởng bị đổ sập hoàn toàn, nhiều phòng trọ bị ảnh hưởng phải đóng cửa ra ngoài để tránh vụ cháy. Hiện thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được thống kê và điều tra làm rõ. Quý vị thân mến, đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn. Rất nhiều những đôi vợ chồng trẻ cùng chung tay xây dựng sự nghiệp. Nhưng mà rất là hiếm thấy là khi cả hai vợ chồng cùng góp công sức cho một niềm đam mê làm thiện nguyện. Đó là đôi vợ chồng bán hoa tươi, mở quán cơm từ thiện bằng tấm lòng yêu mến người lao động, các em học sinh và người cơ nhỡ. Từ bàn tay trắng, giờ đây anh chị đã có một quán ăn dành cho người nghèo. Và câu chuyện về cặp vợ chồng ở vùng đất Tây Đô này sẽ được chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị trong chuyên mục Chuyện Ngày Mới ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hoạt động hơn 2 năm qua, quán cơm nghĩa tình của đôi vợ chồng bán hoa tươi do anh Nguyễn Thanh Liêm quản lý chính, tọa lạc tại khu vực Lâm Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, cũng đã trở thành một nơi tìm kiếm thân quen của những người lao động nghèo, học sinh và cả người vô gia cư. Đều đặn mỗi ngày trong tuần, từ sáng sớm đến gần 4 giờ chiều, quán cơm nhỏ của anh Liêm vẫn luôn đỏ lửa, bất kể nắng mưa, lễ Tết, phục vụ cho bất kỳ ai mà không lấy đồng nào. Tại vì mình thì mình không có có con có cái, cho nên cái thời gian mình nó rảnh hơn. Thì cho nên mình đảm trách ở cái phần ở đây trực tiếp được. Còn số bà con cô bác thì người ta rảnh thì ta còn tại còn công việc nhà, rảnh thì ta lại đây ta tiếp mình. Rồi xong thì ta cứ về. Nghề bán hoa chính là sinh kế của gia đình. Nếu như thời gian trước vợ anh buôn bán hoa tại chợ, còn anh trông coi quán ăn, thì càng về sau người đến quán ăn càng đông. Cả hai cùng chung tay giúp sức. Mỗi ngày quán bán từ 300 đến 500 phần cơm, riêng các ngày rằm, thực khách đến ăn lên đến cả ngàn người. Thấy được sự tử tế của anh, bà con ở xa gần cũng thường xuyên lui tới phụ giúp. Người gọt rau củ, nấu cơm, người khác nhanh chóng đóng thức ăn vào hộp, chuẩn bị sẵn để kịp giao cho thực khách. Mình thấy cái quán này giúp cho bà con nghèo khổ được ăn bữa cơm đó, mình thấy mình vui, thành ra mình nhín công việc gia đình ra để mình ghé đây mình giúp cho cái quán này chút gì đỡ chút nấy, nhằm phục vụ giúp cho bà con nghèo được ăn bữa cơm ngon. Làm ăn đây ăn cũng ngon, làm đỡ đúng tiền, đỡ được ngày mấy chục ngàn cũng đầy đủ món. Cứ thế suốt 2 năm qua, bếp ăn nhỏ bé của anh Liêm và vợ chưa một lần tắt lửa. Dẫu đâu đó còn thiếu thốn, nhưng chính tấm lòng tử tế của mình, đôi vợ chồng trẻ luôn cố gắng duy trì bếp ăn yêu thương của mình bằng hết khả năng. Thưa quý vị, 2 năm qua, căn bếp nhỏ bé ấy vẫn luôn đỏ lửa, nấu ra những suất cơm, đem lòng tử tế của vợ chồng anh Liêm đến với bà con nghèo. Nơi đây đã trở thành nơi tìm đến thân quen của những người lao động nghèo, học sinh và cả những người vô gia cư. Và đến đây thì thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình và người thân. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.